Tại sao Bangladesh lập quốc muộn nhưng lại có thể trở thành một cường quốc về xuất khẩu? Đã có lúc Bangladesh là nền kinh tế lớn thứ 39 trên thế giới về danh nghĩa và lớn thứ 30 theo sức mua tương đương. Nó được phân loại trong số các nền kinh tế có thu nhập trung bình của thị trường mới nổi. Trong quý đầu tiên của năm 2019, Bangladesh là nền kinh tế tăng trưởng nhanh thứ 7 thế giới. Dhaka và Chittagong là những trung tâm tài chính của đất nước. Và đã có thời điểm Bangladesh là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Đất nước này đã theo đuổi công nghiệp hóa định hướng xuất khẩu với các lĩnh vực xuất khẩu chính bao gồm dệt may, đóng tàu, cá và hải sản, đầy và hàng da. Các ngành công nghiệp khác như viễn thông của Bangladesh cũng đã nhận được đầu tư cao từ các công ty của nước ngoài. Và đất nước này cũng có trữ lượng lớn khí đốt tự nhiên và là nhà sản xuất khí đốt lớn thứ 7 của châu Á. Nó cũng có trữ lượng lớn đá vôi. Trong một thời gian, Bangladesh còn được gọi là cường quốc dệt may với lượng sản phẩm khổng lồ xuất đi toàn cầu. Kim ngạch xuất khẩu những mặt hàng này chiếm tới 85% tổng kim ngạch xuất khẩu 55 tỷ đô của quốc gia mỗi năm. Đã có khoảng 3.500 nhà máy dệt may tại Bangladesh sản xuất quần áo cho nhiều thương hiệu thời trang hàng đầu thế giới như Zara, Levi's và H&M. Bangladesh đã tận dụng những lĩnh vực này để chuyển mình từ một trong những nước nghèo nhất thế giới thành một trong những nước phát triển nhanh nhất trong khu vực. Đất nước còn có vị trí chiến lược quan trọng đối với nền kinh tế của Đông Bắc Ấn Độ, Nepal và Bhutan vì các cảng biển Bangladesh cung cấp quyền truy cập hàng hải cho các khu vực và quốc gia không giáp biển này. Trung Quốc cũng coi Bangladesh là cửa ngõ tiềm năng cho vùng đất phía Tây Nam, bao gồm Tây Tạng, Tứ Xuyên và Vân Nam. Bangladesh, tên chính thức là Cộng hòa Nhân dân Bangladesh, là một quốc gia có chủ quyền nằm ở vùng Nam Á. Bangladesh giáp Ấn Độ, Myanmar và có vịnh Bengal ở phía Nam. Dân số Bangladesh xếp hàng top đầu thế giới với hơn 170 triệu người, nhưng với diện tích chỉ gần 144.000 cây số vuông, biển nước này trở thành một trong những nước có mật độ dân số cao nhất thế giới. Biên giới của Bangladesh được xác định vào năm 1947 khi nó trở thành nửa phía đông của Pakistan, chia cách 1.600 cây số với nửa phía tây. Dù cùng có tôn giáo chính là Hồi giáo, nhưng sự ngăn cách về ngôn ngữ và dân tộc giữa phía đông và phía tây, cùng với một chính phủ gây bất bình của tại Pakistan, khiến nước này đã tuyên bố độc lập. Vậy Bangladesh đã được sinh ra như thế nào? Vùng lãnh thổ của cả Bangladesh, Pakistan trước nửa đầu thế kỷ 20 được thế giới biết đến là thuộc tiểu lục địa Ấn Độ. Từ thế kỷ 18, các vùng rộng lớn của tiểu lục địa Ấn Độ dần bị sáp nhập bởi công ty Đông Ấn của Anh Quốc. Một bộ phận lớn người Ấn Độ đã trở thành những nô lệ làm việc trong đồn điền để tạo ra của cải cho người Anh. Một số khác được giao cho đất đai nhưng phải chịu mức thuế cao. Họ còn bị cấm thực hành một số nghi thức tôn giáo truyền thống. Cho đến năm 1857, chính phủ Anh trực tiếp kiểm soát Ấn Độ bằng quân đội. Sau Thế chiến thứ nhất, phong trào đòi độc lập diễn ra khắp nơi tại Ấn Độ. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, kinh tế Anh bị thiệt hại nặng nề và việc duy trì thuộc địa ở Ấn Độ trở thành một gánh nặng. Thủ tướng Anh khi đó đã tuyên bố rút khỏi Ấn Độ, dự kiến vào tháng 6 năm 1948. Tuy nhiên, mâu thuẫn nội bộ Ấn Độ lại diễn ra căng thẳng và cao trào, nên đã có sự thay đổi lớn. Từ nhiều thế kỷ, ba tôn giáo chính ở Ấn Độ là đạo Hindu, đạo Hồi và đạo Sikh tồn tại xen kẽ. Liên đoàn Hồi giáo đấu tranh mạnh mẽ để tách ra thành quốc gia riêng là Pakistan vì lo ngại quyền lực sẽ về tay người Hindu. Đảng Quốc Đại Ấn Độ thì lại muốn các tôn giáo cùng tồn tại trong một quốc gia thống nhất. Thỏa hiệp được đưa ra, trong đó Pakistan có nhiều quyền lực trong một Ấn Độ liên bang, nhưng đã không được chấp nhận. Từ đó đã phát sinh ra những cuộc bạo loạn, đấu tranh giữa những người Pakistan theo đạo Hồi và người Ấn Độ theo đạo Hindu. Để khỏi phải chịu trách nhiệm cho cảnh bạo lực ngày một trầm trọng, toàn quyền nước Anh khi đó quyết định đẩy ngày độc lập cho Ấn Độ sớm hơn, tức ngày 15 tháng 8 năm 1947, thay vì tháng 6 năm 1948 như dự kiến. Ấn Độ được chia thành hai quốc gia, theo đó các tỉnh đa số người Hồi giáo thuộc về Pakistan và các tỉnh đa số người Hindu thuộc về Ấn Độ. Khi biên giới được công bố, người Hồi giáo phải rời khỏi Ấn Độ đến Pakistan, còn người Hindu và đạo Sikh phải sang Ấn Độ. Hàng triệu người tị nạn tạo thành những dòng người dài nhiều cây số. Quốc gia tự trị Pakistan gồm hai khu vực riêng biệt về địa lý và văn hóa ở phía đông và phía tây, được ngăn cách bởi lãnh thổ của Ấn Độ. Khu vực phía tây được gọi phổ biến là Tây Pakistan, còn khu vực phía đông được gọi là Đông Pakistan, mà ngày nay là Bangladesh. Mặc dù dân số của hai khu vực gần như ngang bằng, song quyền lực chính trị lại tập trung tại Tây Pakistan, nhưng hai vùng luôn tồn tại nhiều bất đồng và mâu thuẫn với nhau. Việc quản lý hai vùng lãnh thổ không liền kề cũng được xem là một thách thức lớn. Một chính đảng Đông Pakistan, Liên minh Awami, giành thắng lợi trong tổng tuyển cử năm 1970, song giới cầm quyền tại Tây Pakistan từ chối trao lại quyền lực, làm gia tăng bất mãn chính trị và chủ nghĩa dân tộc văn hóa tại Đông Pakistan. Lực lượng của giới cầm quyền đã dùng vũ lực đàn áp, hành động trấn áp mang tính
đánh bạo lực của quân đội tại Pakistan, khiến cho thủ lĩnh liên minh Awami là Shaikh Mujibur Rahman tuyên bố Đông Pakistan độc lập với tên gọi Bangladesh vào ngày 26 tháng 3 năm 1971, và đây cũng được xem là ngày độc lập chính thức của Bangladesh, và tên gọi Bangladesh có hiệu lực kể từ đó. Tháng 7 cùng năm, Thủ tướng Ấn Độ đương thời công khai gọi Đông Pakistan là Bangladesh. Sau khi Pakistan tiến hành oanh tạc miền Bắc Ấn Độ, tháng 12 năm 1971, Ấn Độ tham dự vào chiến tranh. Do phải đương đầu với cả hai mặt trận, liên quân Bangladesh và Ấn Độ đã đánh bại quân Pakistan tại phía đông, đảm bảo cho sự tồn tại độc lập của Bangladesh. Vào thời điểm đó, chỉ có vài quốc gia công nhận ngoại giao với Bangladesh, và Bangladesh đã tìm cách gia nhập Liên Hiệp Quốc và nhận hầu hết phiếu ủng hộ. Song Trung Quốc phủ quyết điều này, do Pakistan vẫn là đồng minh chủ chốt của họ ở khu vực. Mãi đến năm 1974, sau khi Bangladesh được Pakistan công nhận, Trung Quốc mới chấm dứt phủ quyết và cho nước này tham gia. Hoa Kỳ cũng là một đồng minh chủ chốt của Pakistan và nằm trong số các quốc gia cuối cùng chấp thuận công nhận Bangladesh. Đối với Bangladesh, vị thủ lĩnh Shaikh Mujibur Rahman được coi là cha đẻ của Cộng hòa Nhân dân Bangladesh và từng là tổng thống đầu tiên, sau đó là thủ tướng cho đến khi bị ám sát vào năm 1975. Ông được coi là động lực để thúc đẩy nền độc lập của Bangladesh, và ông được coi là nhân vật quan trọng trong nỗ lực giành quyền tự trị và giải phóng Bangladesh vào năm 1971. Do đó, ông được coi là cha của quốc gia của Bangladesh. Con gái ông, bà Shaikh Hasina, thủ tướng thứ 10 của Bangladesh từ năm 2009 cho đến ngày 5 tháng 8 năm 2024, tức năm nay, bà là thủ tướng tại vị lâu nhất trong lịch sử Bangladesh và đóng vai trò quan trọng trong hành trình đưa Bangladesh từ một nước nghèo nàn lạc hậu trở thành một quốc gia trên đà phát triển, tiêu biểu là trở thành nhà xuất khẩu hàng may mặc trong top đầu toàn cầu. Bangladesh là quốc gia đồng nhất về mặt sắc tộc, với người Bangladesh chiếm 98% dân số, phần còn lại chủ yếu là những người di trú và các nhóm sắc tộc bản địa. Bangla là ngôn ngữ chính thức của Bangladesh. Tiếng Anh được sử dụng như ngôn ngữ thứ hai trong tầng lớp trung và thượng lưu và trong giáo dục cao học. Hai tôn giáo chính ở Bangladesh là Hồi giáo chiếm gần 90% và Hindu giáo khoảng 10%. Là một quốc gia mới nhưng bắt nguồn từ một dân tộc có lịch sử lâu dài, cho nên Bangladesh có một nền văn hóa bao gồm nhiều yếu tố cả mới và cũ, và đã từng là một điểm đến du lịch thú vị và cuốn hút. Nằm ở biên giới với vịnh Bengal giữa Burma và Ấn Độ, khiến du khách ngạc nhiên về sự phong phú của mình với nhiều di sản kiến trúc, di tích khảo cổ học độc đáo lạ mắt, những bãi biển cát trắng mịn dài nhất thế giới cùng cảnh sắc thiên nhiên hoang dã tươi đẹp. Nhưng với những biến động của thời cuộc, Bangladesh có lẽ đang chứng kiến một sự thay đổi hoặc sự chuyển mình mang tính lịch sử, và tương lai nào đang chờ đợi Bangladesh. Mong rằng sẽ có ít đau thương nhất và đất nước bạn sẽ sớm lấy lại tình trạng ổn định để sớm tiếp tục phát triển kinh tế và an sinh xã hội. Nếu hữu ích, đừng quên like và chia sẻ hoặc góp ý trong bình luận để những video sau hữu ích hơn.